Câu hỏi thứ hai mà công ty Tân Đại Dương vừa nhận được đó là nghe thử gọi điện không nghe. Đó là thắc mắc của bạn Hồng Phát. Thì bạn có hỏi công ty Tân Đại Dương như sau: tôi đang học năm thứ hai Đại học Y Dược Hồ Chí Minh ngành bác sĩ y học cổ truyền. Hôm nay tôi muốn vô Mỹ ngành bác sĩ đa khoa thì có được không, và cái điều kiện gì để mà học cái ngành này, và trình độ anh văn của tôi là TOEFL 550 thì được không? Xin trả lời câu hỏi của bạn Hồng Phát như sau, thì đó là bạn được nhận vào học ngành y thường thì điều kiện để được nhận rất là gắt gao, bạn phải thỏa mãn yêu cầu anh ngữ TOEFL IBT hay là MCET hay là CTET do trường quy định. Những môn học bạn học thì tương tự những môn học bạn học tại Mỹ, điểm của bạn phải đạt được cao. Bạn hãy tham khảo chọn trường y tại Mỹ, sau đó gửi đơn cho tổ chức World Education Service xin đánh giá bằng điểm và bằng cấp, rồi gửi đơn xin học cho trường đại học cùng với cái kết quả đánh giá của World Education Service, và gọi đó là WESS.